hãy tư duy, cảm thông và hành động. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, các bạn sinh viên thân mến, cách đây 2 tuần, ngày 18 tháng Giêng vừa qua, Đức Giáo hoàng Francisco gặp gỡ 30.000 sinh viên tại Đại học Santo Tomas Manila, Philippines. Và có ba cái mệnh đề mà chúng ta vừa nghe, đó cũng là khẩu lệnh Ngài gửi đến cho các bạn trẻ. Trước tiên, ngày hôm nay tôi xin khởi từ bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe về việc Đức Giêsu trừ quỷ. Có thể chúng ta nghe những câu chuyện quỷ ám chỗ này chỗ khác và chúng ta cũng chẳng tin. Chúng tôi nhiều khi cũng nói đùa rằng nhiều khi mình trừ quỷ không dám đâu, lỡ mười quỷ nó lại vật mình chết. Sự hiện diện của quỷ có hay không, nó là vấn đề của thần học. Nhưng mà điều mà người ta có thể quan sát được là chưa bao giờ trên trái đất này quỷ ma nó lại hoành hành đến độ như vậy. Có thể nói tội lỗi tràn ngập khắp thế gian theo một cách nói nào đó. Người ta tung hô ma quỷ, người ta lập những cái nhóm thờ Satan, người ta còn cổ võ để lôi kéo người tín hữu bỏ nhà thờ để đi dự những buổi hội tối, hội kín, hội thờ Satan đó. Còn nhan nhản ở trong cuộc sống là những thứ tội ác nó bày ra, có những thứ tội ác mang tính tập thể của những nhóm lợi ích để lợi dụng và biết bao nhiêu cái thành phần, cái công ích của mọi người thành của riêng của mình. Và bên cạnh đó ta thấy những cái vụ đăng nhan nhản trên báo chí, những cái vụ giết người không gớm tay. Có những chàng thanh niên mà những lời bình luận ở dưới chỉ nói rằng tiếc quá nó lại chưa đủ 17 tuổi để tử hình nó được. Chưa 17 tuổi, tức là chưa đến 18 tuổi tròn thì chỉ bị án 18 năm là tối đa. Rồi người ta thấy những câu chuyện rất giản đơn như là ghen tương nhau thôi là đã có thể sát hại lẫn nhau. Ghen tương và giết ngay người yêu của mình nữa. Như ở Đà Nẵng năm ngoái là đến 7 vụ giết người tình vì người tình đi theo người khác. Phải nói tội lỗi nó quá tràn ngập, nó quá gần gũi. Bên cạnh đó ta có thể hiểu những cái sự hoành hành khác hay là tác động của ma quỷ, quỷ dâm dục, quỷ kiêu ngạo, quỷ ghen ghét, quỷ tị hiềm. Và đúng thế, người ta như nằm trong cả một cái vòng cương tỏa, không lối nào thoát ra. Thế giới ngày nay người ta còn hợp pháp hóa những cái loại tội lỗi công khai nữa. Như những thời gần đây ta thấy nhiều nước đã cho những cuộc hôn nhân, những quan hệ tính dục, đồng tính, nam với nam, nữ với nữ, đúng tội lỗi giống như là thuở Sodoma ngày xưa vậy. Và luật pháp lại còn cho phép chuyện ly dị, chuyện phá thai và coi như là hợp thức hóa những cái điều mà lương tâm con người bị cắn rứt. Thế nhưng, phục vụ ngày hôm nay cho chúng ta một dấu hiệu để tin tưởng. Khởi từ bài đọc 1 trong sách Đệ Nhị Luật thì Môi-sen khẳng định điều Thiên Chúa hứa. Này đây, ta sẽ cử đến anh em một vị ngôn sứ. Ta sẽ đặt lời của ta trong người ấy và người sẽ nói với các ngươi lệnh ta truyền. Kẻ nào không nghe lời của ta, người ấy sẽ nhân danh ta để hạch tội nó. Những ngôn sứ nào cả gan nhân danh ta mà lại không truyền lời của ta thì các ngôn sứ đó phải chết. Và bài tin mừng cho thấy cái vị ngôn sứ được Thiên Chúa báo trước đó chính là Đức Giêsu, vị ngôn sứ cuối cùng của thời thiên sai. Và trong bài tin mừng hôm nay, giữa cái khung cảnh của hội đường ở Ca-phác-na-um đối diện với thần ô uế, Đức Giêsu đã xuất hiện. Người lên tiếng giảng và mọi người đều phải công nhận thốt ra khỏi miệng rằng Ngài giảng dạy như một đấng uy quyền chứ không như các kinh sư. Còn tên thần ô uế thì thốt lên: Tôi với ông có can gì đến nhau mà ông lại đến tiêu diệt chúng tôi?
chúng tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Vâng, câu chuyện cho chúng ta thấy quyền uy của Đức Giêsu ngôi hai nhập thể đấng Messia, và qua đó ta cũng thấy được cái thế gian này nó không phải là ngôi nhà không chủ. Thiên Chúa vẫn là chủ của thế giới này, và con Thiên Chúa đã đi vào trong trần gian để khơi lên trong chúng ta và ban cho chúng ta một sức mạnh để vượt thắng tội lỗi, vượt thắng sự dữ và vượt thắng ma quỷ. Như vậy cái nền tảng nhất để chúng ta có thể chiến thắng được sự dữ, đó là chúng ta phải được nuôi dưỡng trong lời của Thiên Chúa. Cái mà chúng ta chiến thắng được sự dữ, đó là chúng ta phải có sự hiện diện của Thiên Chúa qua việc phụng vụ, qua cầu nguyện mỗi ngày, qua việc tham dự thánh lễ đều đặn, qua việc tham dự lãnh nhận các bí tích. Để có Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng ta là chúng ta có đủ khả năng để đối đầu với sự ác và bóng tối. Đến đây ta trở lại lời của Đức Giáo Hoàng gửi đến cho các bạn trẻ. Vâng, đứng trước một cái xã hội, một cái thế giới như vậy thì Đức Thánh Cha gửi cho chúng ta ba chữ. Đó là tư duy, cảm thông và hành động. Nhất là các bạn sinh viên đã đang thời chúng ta học hành, không phải chúng ta chỉ gạo để có thể vượt qua kỳ thi tuyển mà thôi, nhưng đó cũng là cơ hội để chúng ta tài bồi kiến thức của chúng ta. Nó là cũng cơ hội để giúp cho chúng ta có khả năng nhận định trong cuộc sống giữa cái đúng và cái sai, giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái lợi trước mắt và cái lợi lâu dài. Khả năng tư duy đó cũng giúp cho chúng ta nhận định tất cả những sự kiện đang diễn ra mỗi ngày. Đức Giáo Hoàng cũng ca ngợi cái thời đại của chúng ta mà các bạn sinh viên ngày nay được tiếp cận, thời của mạng, thời của Internet. Nhưng Ngài cũng cảnh giác rằng coi chừng cái căn bệnh chính của Internet, đọc nhiều thứ quá rồi tưởng rằng cái gì mình cũng biết. Nhưng đúng hơn là biết một cách hết sức hời hợt. Tư duy ở đây là phải có một sự nhận định rõ ràng trước các sự kiện, các cái công việc, và chúng ta cũng nhận định được con đường nào đúng, con đường nào sai, con đường nào tốt, con đường nào xấu. Điều thứ hai Ngài gợi lên cho giới trẻ chúng ta là phải biết cảm thông. Vâng, đúng thế. Có thể trước tiên là chúng ta cũng thương cảm cho chính mình nếu đang bị dưới ách của bóng tối và sự dữ để đến với Chúa để vượt qua nó. Nhưng bên cạnh đó là ta cũng cảm thông với cái vận mệnh của cuộc đời này. Những con người đau khổ, những con người bị bỏ rơi, những con người bị lãng quên, và biết bao nhiêu những nỗi khổ của trần gian còn tràn ngập đó. Cũng trong cái dịp Giáo Hoàng đến thăm Philippines thì có một bé, hai bé đúng hơn, 12 tuổi đến gặp Đức Giáo Hoàng. Nó mồ côi từ bé, bị bỏ rơi và cuối cùng được một cơ quan từ thiện của giáo hội chăm sóc. Lên ôm lấy Đức Thánh Cha và khóc: "Thưa Đức Thánh Cha, chúng con có làm gì nên tội mà chúng con khổ thế này?" Và lúc đó thì Đức Thánh Cha cũng dừng lại để khóc với những thiếu nhi này. Như một lần khác trong cái đại hội giới trẻ tại Hàn Quốc vào tháng 8, Ngài cũng từng nói vậy: các bạn trẻ, các bạn phải biết khóc trước những đau khổ này, và chỉ khi nào bạn có thể bật lên được tiếng khóc, khi phải nhìn thấy những cái nỗi khổ của trần gian, thì lúc đó bạn mới có một tình yêu thương đích thực. Và đúng thế, cái cảm thông ở đây nó cũng cho ta cái thao thức, cái nỗ lực để tìm kiếm một con đường nào đó để giải quyết. Và cái điều thứ ba đó là hành động. Vâng, trách nhiệm. Dĩ nhiên những người lãnh đạo là phải chịu trách nhiệm chính. Nhưng tuổi trẻ vẫn là những người mà giáo hội, xã hội luôn kỳ vọng. Các bạn phải có trách nhiệm để làm một cái điều gì đó cho thế giới này. Đức Giáo Hoàng khẳng định với các bạn trẻ như vậy: thưa các bạn có quyền và có bổn phận để đảm nhận lấy cái xã hội mà bạn đang sống. Quyền tức là không ai cản các bạn được,
và có bổn phận, tức là không được từ chối nó với cái xã hội bạn đang sống. Làm một cái gì đó để cho cuộc đời thêm nụ cười, thêm niềm vui, thêm niềm an ủi. Làm một cái gì đó để con người đến với nhau hòa thuận, yêu thương, khoan dung và thông cảm với nhau. Làm một cái gì đó để cải thiện đời sống cho con người được sống tốt đẹp hơn, cái điều kiện sinh sống được cải thiện. Và Đức Giáo Hoàng cũng nói các bạn đừng có sợ đem những giá trị của tin mừng vào trong những sự kiện, những vấn đề của xã hội và cuộc sống. Vâng, thưa cộng đoàn và các bạn sinh viên thân mến, tin mừng ngày hôm nay một lần nữa củng cố niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa toàn năng. Ma quỷ có thể lắm phép lắm, trăm tay trăm mắt vạn năng đấy, nhưng Thiên Chúa mới là đấng toàn năng. Và không có sức mạnh bóng tối nào có thể cản được ánh sáng mà Thiên Chúa đã đưa đến trong trần gian trong lời của Ngài. Xin cho chúng ta rập mẫu gương của Đức Giêsu trong cuộc sống, để chúng ta có thể thản nhiên trong cuộc đời, để luôn luôn đứng vững trên bước đường công chính, để rồi chúng ta cùng với Thầy Giêsu cũng đem một trái tim của chúng ta hòa nhịp chung với cuộc đời, với những khổ đau của cuộc đời, để rồi qua các đoàn thể của chúng ta chung tay nhau để làm một cái gì đó cho thế giới này được tốt đẹp hơn. Xin Chúa chúc lành cho cái nỗ lực của chúng ta, cái khát vọng của chúng ta, và chắc chắn những khát vọng đó nếu chúng ta hoàn thành được thì cũng là điều mà giáo hội, điều Đức Giáo Hoàng Phanxicô mong mỏi nơi mỗi người chúng ta.